nhanh tay văn biếu phát biểu giám vé rồi 30k một vé nhá, 30k đây phường Thượng Môn. Cái cổng chính này là dành cho quan lại vào ha, còn cổng này và cổng này dành cho các trò và các thường dân muốn vào học á, thì nhiều người dân nó mà vào qua và đó thì còn không thì vào cổng cổng này đó. Ngôi trường này xưa là của các quan lại, những người học giỏi nói chung là chỗ này là cái nôi của nền giáo dục về nhà Nguyễn khoảng tầm thế kỷ 19, đây gọi là khu thần đạt. Đây còn hơn khu thần đạt đây các bạn, đây khu viên cũng như nhau thôi. Không được bố trả nữa nha. Ok, không được bố trả nữa nha. Sẽ bị mặt chữa, sẽ bị mặt. Hắn là bé của mày. Hắn là ngồi đây là khu chính nha. Khu chính cũng ngon nước bây giờ. Đây, khu này ngồi đây nha. Biết các cơ pháp đi tiến sĩ. Nghe nói sau khi kết thúc kỳ thi cử ai muốn thi tốt hoặc là về được hai tháng trời đầu rồi. What is the syllabus? Three papers of the No, what are the things? Cổng Đại Thành. Đây, khu này là thường là tự. Hết rồi nhé. Tổng quay sơ đây mọi người biết thôi. Diện tích ở đây khoảng tầm 5 mét ta, còn nước tự nhiên khoảng tầm 5 mét ta. Rồi hết rồi nha.